Hello, xin chào các bạn. Trong video clip này thì chúng ta sẽ là vẽ chủ đề cảnh phim Harry Potter nha các bạn. Trong cảnh này thì là mình muốn vẽ cái cảnh mà Harry sẽ là chiến đấu với lại chúa tể Voldemort trong cái khu nghĩa địa trong tập 4 ha. Ở trong cái phim Harry Potter thì chúng ta có rất là nhiều những cái cảnh rất là đẹp và trong đó có rất là nhiều những cái cảnh rất là nhìn rất là ấn tượng luôn. Nhưng mà trong cái phim này nè thì là mình ấn tượng nhất cái cảnh mà đầu tiên mà khi mà Harry mà chiến đấu với lại chúa tể Voldemort đó, thì là trong cái cảnh này thì là Harry rất là dũng cảm và mình cảm nhận được cái tinh thần lúc này là một cái cậu bé bị bao quanh bởi một cái chúa tể và xung quanh là những cái tử thần thực tử, nhưng mà cuối cùng cậu cũng đã cố gắng để mà trốn thoát khỏi cái nơi này và có thể trở về một cách an toàn. Thì đó quả thật là một cái cảnh mà mình khi mà mình xem phim mình rất là ấn tượng. Cho nên thì ở trong đây thì mình muốn vẽ lại cái cảnh mà khi mà lần đầu tiên mà Harry chiến đấu với lại chúa tể Voldemort như thế này. Thì trong cái cảnh này đó, thì các bạn thấy là ở trong đây về cái phần bố cục thì mình sẽ để cho Harry nằm ở bên góc tay bên tay phải, và mình muốn cho cái phần khu vị trí của Harry á nó hơi nhỏ một tí xíu để như vậy cảm giác giống như là xung quanh cái nơi này là của chúa tể Voldemort, là xung quanh là có những cái tử thần thật tử, rồi là mình tạo cái cảm giác như là mây nó bay rồi làm mọi thứ nhìn nó hoành tráng, nó epic. Và cái ông này ông đang cố gắng ông ép cái cậu bé này ở trong một cái chỗ rất là nhỏ xíu như thế này các bạn. Đó thì đó là cái mà chủ đề mà mình sẽ vẽ trong cái cảnh ngày hôm nay. Ngoài ra trong cái phần mà hình ảnh tham khảo thì hôm nay chúng ta sẽ xem những cái hình của họa sĩ Ate Galang. Thì trong cái hình này thì các bạn thấy Ate Galang họa sĩ vẽ rất là đẹp và những cái style vẽ nhìn rất là ấn tượng luôn, màu sắc cũng rất là ấn tượng các bạn. Thì là mình cũng xem cái hình của Ate Galang để mà mình cũng có thể là đưa ra được những cái cách lên màu, nét cọ, bút pháp để mà mình xem đây như là cái nguồn cảm hứng để mà mình có thể mình biết được là ok mình sẽ lên được tới đâu các bạn. Rồi ngoài ra nữa thì mình cũng có xem thêm một số những cái hình thật để mình biết được cái khung cảnh của nơi này là như thế nào, và như vậy là mình đã có thể đủ cái nguồn tư liệu để mà mình bắt đầu mình vô cái cảnh nha các bạn. Rồi, ok vậy bây giờ mình bắt đầu nhé. Thank you.